Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Sức Khỏe 99. Quý anh chị và các bạn thân mến, hiện nay mọi người đều thích ăn thịt vì thịt là loại thực phẩm vô cùng thơm ngon, hấp dẫn và bổ dưỡng. Và thịt được coi là món ăn không thể thiếu trong mọi gia đình. Và trong khoảng thời gian gần đây thì thịt bò lại được nhiều người ưa chuộng hơn hẳn thịt lợn. Vậy người bệnh tiểu đường có nên ăn thịt bò hay không? Ngày hôm nay hãy cùng Sức Khỏe 99 đi tìm hiểu câu trả lời trong video của ngày hôm nay nhé! Việc lựa chọn loại thịt trong bữa ăn hàng ngày cũng là một vấn đề của người mắc bệnh tiểu đường. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu người bệnh tiểu đường có nên ăn thịt bò không nhằm giúp các bệnh nhân thiết kế khẩu phần ăn đối với loại thực phẩm này một cách hợp lý nhất. Người bệnh tiểu đường có nên ăn thịt bò không? Thịt bò là thực phẩm giàu dinh dưỡng như protein, chất béo bão hòa lẫn chất béo không bão hòa. Với hàm lượng dinh dưỡng cao nên người ăn nhiều thịt bò rất dễ tăng cân. Đối với người bệnh tiểu đường, việc kiểm soát cân nặng rất quan trọng vì béo phì sẽ khiến đường huyết dễ tăng cao và làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Nếu người bệnh tiểu đường ăn nhiều thịt bò sẽ gián tiếp làm việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường không cần kiêng ăn thịt bò hoàn toàn vì đây vẫn là thực phẩm dinh dưỡng nếu ăn với số lượng hợp lý. Người bệnh tiểu đường nên ăn thịt bò như thế nào? Trong thịt bò có chứa nhiều axit linoleic dạng tổng hợp, giúp quá trình chuyển hóa đường diễn ra tốt hơn. Đồng thời, lượng axit béo có trong thịt bò còn giúp giảm đi các cholesterol xấu. Người bệnh tiểu đường có thể ăn ít miếng mỏng thịt bò trong khẩu phần ăn, nhưng nên ăn thịt nạc và ăn kèm với rau xanh là tốt nhất. Nên chế biến thịt cùng các loại rau củ quả đa dạng nhằm tăng cường đầy đủ các chất dinh dưỡng với số lượng thịt ít và rau củ nhiều. Ăn thịt bò vào buổi tối sẽ khiến gan hoạt động quá mức vì bò giàu chất sắt, làm đường máu tăng đột ngột. Nên bệnh nhân tiểu đường hãy ăn thịt bò vào các bữa ban ngày. Để đảm bảo mức an toàn nhất, người cao huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng thịt bò phù hợp nhất đối với thể trạng cá nhân, dựa theo nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe riêng của mỗi người. Ngoài thịt bò, loại thịt nào tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường? Ngoài thịt bò, cá biển là loại thịt tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường. Vì cá biển cực giàu hàm lượng omega 3 và các chất dinh dưỡng thiết yếu, giúp tăng cường sức đề kháng, nhất là tăng cường sức khỏe tim mạch, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả hơn. Những loại cá biển sống ở vùng nước sâu, sạch là sự lựa chọn tốt nhất như cá ngừ, cá thu hay cá hồi. Người bệnh tiểu đường type 2 có nên ăn thịt bò không? Thịt bò là nguồn thực phẩm chứa nhiều protein, chất béo bão hòa và không bão hòa. Đây là thực phẩm dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, khi sử dụng nhiều thịt bò có thể gây tăng cân, từ đó khiến việc kiểm soát đường huyết kháng insulin vẫn được tuyến tụy sản xuất nhưng không được tế bào tiếp nhận để vận chuyển glucose. Những người thừa cân hoặc béo phì sẽ làm tăng đề kháng insulin hơn so với những người có cân nặng bình thường. Đường huyết không được kiểm soát tốt là yếu tố nguy cơ thuận lợi khiến người bệnh dễ gặp phải các biến chứng trên tim mạch, thần kinh, thận và mắt, từ đó làm giảm hiệu quả điều trị bệnh. Cuộc sống sau này của bạn cũng có thể trở nên khó khăn hơn, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không thể ăn thịt bò, mà trong khẩu phần ăn nên có sự cân đối. Chỉ nên ăn vài miếng, phần nạc thăn kèm theo các loại rau xanh như xà lách, cà chua. Ngoài ra, việc tập luyện thể dục thể thao cũng rất quan trọng. Người bệnh tiểu đường nên tập các môn thể thao phù hợp với mình như đi bộ, yoga hoặc thiền. Giữ cho tinh thần thoải mái, không âu lo và buồn phiền. Mướp đắng là loại quả rất phổ biến ở nước ta và được xem là dược liệu có khả năng giúp hạ đường huyết bằng cách chế biến thành nước uống hàng ngày. Tuy nhiên, việc lạm dụng nước mướp đắng nhưng không hiểu cơ địa hay bệnh lý của bản thân thì nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn. Mướp đắng được trồng và sử dụng làm thức ăn ở nhiều gia đình với các món khoái khẩu như nấu với tôm, xào trứng, hấp thịt. Ngoài ra, mướp đắng được sử dụng như một vị thuốc giúp hạ đường huyết ở nhiều địa phương. Thậm chí, mướp đắng được dùng để ăn sống. Với hương vị riêng, ít loại quả khác có được. Thạc sĩ Ngô Đức Phương, nguyên cán bộ Viện Dược liệu cho biết, quả mướp đắng xanh có nguồn gốc vitamin và axit amin cần thiết cho cơ thể, nhất là vitamin C. Trong 100g thịt quả có chứa 188mg vitamin C. Ngoài ra trong thịt quả còn chứa hợp chất glycoside có tác dụng hạ đường huyết nhưng không độc hại. Chính vì thế, mướp đắng được sử dụng để làm dược liệu cho bệnh nhân tiểu đường một cách rộng rãi và dễ dàng. Tuy nhiên khi sử dụng, nhiều người lạm dụng và sử dụng không phù hợp gây nên những ảnh hưởng sức khỏe. Cụ thể, tiểu đường có hai type, type 1 và type 2. Type 1 là cơ thể người bệnh không sản sinh ra insulin nên muốn điều trị cần phải tiêm bổ sung vào cơ thể. Type 2 chiếm 95% người bệnh, chủ yếu do cơ thể bị rối loạn chuyển hóa insulin vào một giai đoạn nhất định như khi lớn tuổi, bị các bệnh lý. Lúc này,
cần uống thuốc để kiểm soát chuyển hóa insulin và giúp đường huyết hạ xuống mức an toàn. Vì thế, mức đáng được khuyến cáo sử dụng khi người bệnh tiểu đường type 2 đối với bệnh nhân tiểu đường type 1, mức đắng không có tác dụng. Ngoài ra, mướp đắng có nhiều vitamin C giúp làm mát cơ thể nên đồng thời cũng làm hạ huyết áp. Trường hợp bệnh nhân bị tiểu đường nhưng huyết áp thấp cũng cần cân nhắc sử dụng để tránh bị các tác động tiêu cực. Dấu hiệu sử dụng mướp đắng là làm hạ huyết áp, như người bệnh cảm thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, chân tay run rẩy. Nhiều người bệnh cho rằng đây là dấu hiệu đường huyết giảm nên vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng thực chất, hai triệu chứng này gần giống nhau nên người bệnh nhầm lẫn. Để tránh hạ huyết áp, khi dùng mướp đắng chữa bệnh tiểu đường cần uống. Ăn mướp đắng khi đang no, như sau bữa ăn, sau khi đã lót dạ bằng đồ ăn nhẹ giữa buổi, đồng thời có thể pha loãng nước mướp đắng khi uống. Chọn quả nhỏ nhiều chất hơn quả to. Khi chọn mướp đắng để chế biến sử dụng chữa bệnh tiểu đường, nên chọn quả nhỏ. Bởi quả nhỏ có hàm lượng vitamin và khoáng chất cao, axit amin cao hơn quả to, nên chọn quả xanh thay vì quả chín để hàm lượng các chất không bị suy giảm. Khi chế biến mướp đắng, có thể nên ăn tươi hoặc thái lát để hơi héo, hãm với nước uống, tránh phơi quá khô cũng như nấu quá lâu. Càng để héo và ra nhiệt lâu, lượng vitamin và khoáng chất mất đi càng lớn. Theo đó, cắt phơi nắng cho khô có thể làm mất 70-80% vitamin C. Nấu sôi 10 phút mất 50%. Không nên cắt lát mướp đắng rồi mới rửa, thay vào đó nên rửa rồi mới cắt lát. Muốn chế biến mướp đắng để làm nước uống tốt nhất nên rửa sạch, cấp đông và ngăn đá tủ lạnh, sau đó bào nhỏ ra để hãm nước uống. Khi nào uống thì mới bào thay, và bào xong lại cất đông cũng không tốt. Một số món ăn, bài thuốc phòng trị bệnh tiểu đường từ mướp đắng. Bài 1. Mướp đắng 100g, tụy lợn 1 cái, nấm hương 200g, tất cả đem nấu canh, nêm gia vị vừa ăn, ăn 2-3 bữa mỗi tuần. Thích dùng cho những người tiểu đường, tăng huyết áp và tim mạch. Bài 2. Mướp đắng 100g, nấm hương 150g, đậu ván trắng 200g. Trước tiên, cho đậu ván trắng vào nấu. Khi chín, cho nấm và mướp vào nấu tiếp, nêm gia vị vừa ăn. Bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hạ đường huyết, thích hợp sử dụng cho những người tiểu đường, ăn uống không ngon miệng, gầy sụt, ăn uống khó hấp thu. Bài thuốc có thể ăn thường xuyên hàng ngày với cơm, hoặc có thể nấu cháo ăn hàng ngày thay cơm. Loại cháo này có thể dùng thay cơm đối với bệnh nhân tiểu đường. Bài 3. Mướp đắng 150g, đậu phụ 200g, nấm hương 200g, tất cả đem hầm chín, nêm gia vị vừa ăn. Thích dùng cho những người rối loạn chuyển hóa tiểu đường mỡ máu, tăng huyết áp, mẩn ngứa, mày đay. Bài thuốc có thể ăn hàng ngày, rất thích hợp với người ăn kiêng, ăn chay. Bài 4. Mướp đắng 100g, nấu nấm hương 200g, mộc nhĩ 150g, thịt nạc lợn 200g, tất cả đem nấu thành canh. Ăn 2-4 bữa trong tuần, có tác dụng bổ dưỡng ngũ tạng, kiện tỳ, tăng cường chuyển hóa. Thích dùng cho người tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu, tăng huyết áp, thiếu máu, hạ cholesterol. Bài 5. Mướp đắng 150g, hoài sơn 10g, ý dĩ 15g, nấm hương 100g, thịt chân giò 200g, tất cả đem hầm ăn cùng cơm 2-3 lần mỗi tuần. Bài thuốc có tác dụng kiện tỳ, ích khí, cường não tủy, dưỡng huyết, sinh tân dịch. Thích dùng cho người tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, thiếu sữa, suy nhược cơ thể. Bài 6. Mướp đắng 100g, nấm hương 150g, mộc nhĩ đen 100g, thịt gà 150g, tất cả cho vào nồi, đổ một lượng nước vừa đủ, hầm nhừ bằng nồi nhỏ, chế thêm gia vị, ăn nóng. Bài thuốc có tác dụng kiện tỳ, bổ thận, ích khí, dưỡng huyết. Thích dùng để chữa các chứng bệnh có biểu hiện khí huyết suy nhược, mệt mỏi nhiều, mắt mờ, đầu choáng, mất ngủ, hay quên, tỳ mất công năng kiện vận, gây rối loạn chuyển hóa chất trong cơ thể như tiểu đường, mỡ máu. Bài 7. Mướp đắng 100g, nấm hương 50g, thịt lợn nạc 200g, tất cả đem xào ăn hàng ngày. Bài thuốc có tác dụng kiện tỳ, thanh nhiệt, lương huyết, thích hợp dùng trong các bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, bệnh tim mạch. Bài 8. Mướp đắng 100g, hoài sơn 15g, thiên hoa phấn 10g, nấm hương 150g, tim lợn 1 quả, tất cả đem hầm nhỏ lửa, ăn nóng. Thích hợp sử dụng trong các chứng tỳ vị hư nhược, mất công năng kiện vận do tâm hư nhược, gây nên dẫn đến tiểu đường, phù thủng, ăn uống kém. Bài 9. Mướp đắng 1 quả to, nấm hương 50g, trứng gà 3 quả, mướp đắng nấm hương thái nhỏ, cho dầu gia vị vừa đủ và xào ăn hàng ngày. Thích dùng trong các bệnh tiểu đường, mỡ máu, mẩn ngứa. Cảm ơn quý anh chị đã xem video, và nếu thấy hay và hữu ích, quý anh chị hãy chia sẻ nó cho người thân và bạn bè của mình cùng biết nhé!
Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!